Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Tác giả Trình Tuấn. Do công ty phát hành sách Nhã Nam liên kết với nhà xuất bản Thế Giới phát hành. Trong phần trước, Quang Tâm đã giới thiệu đến quý thính giả đoạn trích ngắn Hành trình sữa mẹ. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe đoạn trích tiếp theo nằm trong chương 2 của quyển sách này. Trước khi linh cữu mẹ Uẩn được đưa về chùa Đại Giác để tổ chức lễ viếng, những người thân nhìn mẹ Uẩn lần cuối trước khi nắp quan tài kia đóng lại. Tiếng gào khóc tức tưởi của hai chị vợ như cào nát tim tôi lần nữa. Đêm trước, hai chị bắt vội chuyến xe đi Vinh để kịp đáp chuyến bay vào Sài Gòn chăm em gái. Đâu ngờ rằng sẽ phải tiễn em gái ra đi nơi đất khách quê người. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi đã lấy đi mãi mãi một người con của gia đình vợ. Tôi ước thời gian có thể quay trở lại để ngày trước tôi không gặp em. Hay chỉ cần cho tôi trở lại cái ngày định mệnh ấy, tôi sẽ không rời nhà để giữ lại em mãi mãi bên đời. Cốt mẹ Uẩn tôi gửi vào chùa Long Hưng gần nhà để em luôn gần cạnh ba con tôi. Còn tro tôi mang rải khúc sông quen thuộc, nơi hai đứa hay dạo chơi mỗi cuối tuần. Tôi ôm hũ tro bước dưới những hạt mưa lất phất còn sót lại sau cơn giông. Bên đường, những đôi uyên ương đang chụp hình cưới. Ký ức về bữa chụp hình cưới trong ngày bão nổi của hai đứa ùa về. Mắt tôi nhòe đi, những ngày lo việc tang, tôi đành gửi Uẩn vào lại bệnh viện Từ Dũ. Khi việc hậu sự của mẹ Uẩn đã xong, tôi chạy ngay vào bệnh viện với con, đứng xếp hàng trong đoàn người lấy số chờ đến lượt. Những ánh mắt ái ngại đổ dồn về phía tôi, khiến tôi sực nhớ vẫn đang mang vòng khăn tang trắng trên đầu. Uẩn nằm ở phòng NICU, phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tôi chỉ được nhìn con vài phút qua lớp kính. Con nằm ngoan vì tiếng khóc của những bé khác trong phòng, cứ như biết thân biết phận. Cô điều dưỡng bên trong bế Uẩn lên cho tôi thấy mặt con. Tôi thèm được chạm vào những ngón tay nhỏ xinh, mịn màng và ấm áp. Tôi thèm được ẵm con vào lòng quá mà không thể. Uẩn ơi, sau này ba biết nói thế nào với con? Nghĩ đến đó, người tôi bủn rủn. Cô điều dưỡng cũng đỏ hoe mắt. Tôi phải bước nhanh ra ngoài để cố kiềm lại hai dòng nước mắt đang ứa ra. Những ngày sau đám tang mới là lúc nỗi đau mất mát thấm vào từng thớ thịt. Tôi như người nửa mơ nửa tỉnh, lúc lạnh lùng, lúc nằm khóc như điên dại. Một đêm, tiếng mèo hoang làm tôi thức giấc. Tôi bước ra ngoài hành lang về phía giếng trời, nơi chất đồ cũ để chắc tụi mèo hoang đã rời đi. Bóng đèn nơi ông gần hỏng chưa ai chịu thay, phát ra tiếng xè xè và đôi lúc chớp tắt. Đang nhìn xuống giếng trời thì tiếng còi làm tôi giật mình. Cô chuối, khuya rồi, về ngủ đi. Tôi quay lại thì thấy em đang hé cửa gọi ra, không tin nổi vào mắt mình. Tôi từ từ quay vào nhà và nằm xuống khẽ chạm vào vai em. Em hỏi tôi, sao anh nhìn em lạ vậy chồng? Tôi vẫn không thốt nên lời. Giọng nói ấy, làn da ấy, có phải tôi đang mơ hay không? Tôi nhéo vào chân mình nhưng chẳng thấy đâu. Cố nhéo mạnh lần nữa thì em la lên, á, đau em, rồi đánh vào tay tôi. Giờ thì tôi mới thấy đâu, thì ra nãy giờ tôi nhéo lộn vào chân em. Chân em đang gác lên tôi như thói quen khi ngủ. Không, tôi không mơ, đây là thật. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nắm tay em và mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ. Lũ mèo hoang lại làm tôi tỉnh giấc, nhưng không còn thấy em kề bên. Tôi thẫn thờ trong tiếng kinh tụng phát ra từ chiếc máy trên bàn thờ. Tôi cố nhắm mắt để trở lại với giấc mơ, để được sống tiếp cuộc đời trong giấc mơ, để những ngày vừa qua chỉ là cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy vẫn thấy em kề bên. Rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Tôi ngồi sắp xếp lại đồ của mẹ Uẩn, tình cờ đọc được những dòng nhật ký mà trước đây tôi chưa từng biết. Trong ấy, mẹ Uẩn kể những chuyện thuở học trò, thầm thương trộm nhớ anh chàng nào đó, rồi chuyện ấm ức với gia đình khi không được ủng hộ việc học hành. Tôi biết mẹ Uẩn cũng viết nhiều về tình yêu của hai đứa.
Trước đây, tôi nhiều lần đòi xem mà không được. Và có lần mẹ Uẩn đem đốt hết, nhưng tôi tìm thấy một trang duy nhất về tôi còn sót lại. 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2012. Buồn và tủi thân quá. Từ lúc kết hôn tới giờ, thấy anh thay đổi thật. Anh chẳng còn sự lãng mạn quan tâm và để ý tới mình nữa. Anh lúc nào cũng chỉ công việc và quên mất là có một người vợ nữa. Mình thì lúc nào cũng chỉ lo lắng cho anh thôi. Còn anh chỉ có mỗi công việc. Thời gian anh dành cho riêng mình giờ chẳng còn nữa. Anh cũng chẳng chở mình đi chơi hay dạo phố như trước kia nữa. Bây giờ mình thèm được đi chơi và thèm được anh dành cho mình chút thời gian trong ngày. Ngoài bàn làm việc và gian bếp, chẳng còn có ai làm bạn với mình nữa. Muốn đi chơi cùng bạn bè cho thoải mái thì lại sợ anh ở nhà đói không có ai nấu cơm. Mình lúc nào cũng chỉ có mỗi mình anh, còn anh thì chỉ có mỗi công việc thôi. Mình buồn và cũng khóc nhiều lắm, chẳng dám tâm sự cùng ai, mà chẳng thể nói được với anh. Vì mình biết có nói với anh cũng chỉ nói là anh có nhiều việc. Tại sao ai cũng sắp xếp được giữa công việc và gia đình, còn anh thì không. Chẳng biết tình trạng anh đi làm về trễ thế này còn tiếp diễn tới khi nào nữa. Mình biết mình buồn như thế này sẽ ảnh hưởng đến em bé nhiều lắm, nhưng thực sự trong lòng rất tủi thân và cô đơn. Anh làm về mệt rồi, cứ ngủ một mạch tới sáng, chẳng còn để ý coi vợ làm gì và khi nào thì ngủ. Anh cũng chẳng ôm vợ ngủ như mọi khi, cũng chẳng cần hỏi tới em bé nữa. Mình muốn về quê mà nhào vô ôm mẹ mình, chui vô vòng tay của mẹ mà khóc cho đã. Mình muốn những buổi chiều được cùng anh lang thang công viên hay một nơi nào đó mà chẳng phải lo lắng gì. Đi học về, thấy mấy người có bầu được chồng chở đi thật là hạnh phúc. Giá như đừng cưới nhỉ. Cưới rồi anh khó tính hơn nhiều, gia trưởng hơn nhiều, ăn gì cũng không ngon. Hay mình là một người vợ bất lực nhỉ. Vì giờ anh bảo nấu ăn cũng không được, ngoại hình cũng không được, anh cũng chẳng còn nhìn mình như trước nữa. Anh thay đổi rồi. Lâu lắm rồi mới lại ngồi viết như thế này. Đã thề là không viết nữa, nhưng chẳng dám chia sẻ với một ai cả. Khó chịu quá. Mình mệt quá, cả tinh thần và thể xác. Nhưng anh chưa về, nằm cũng đâu có ngủ được. Mình lúc nào cũng hiểu cho anh, vì anh phải bận làm việc nữa. Nhưng anh chẳng chịu hiểu rằng cái gì cũng có mức độ và phạm vi. Có hiểu và thông cảm nhiều đi chăng nữa thì cũng đến một lúc nào đó không chịu nổi. Bây giờ em bé chưa ra đời, mai mốt em bé mà ra đời nữa mà anh cũng không nghĩ đến gia đình, lúc nào cũng công việc, thì khó mà đảm bảo hạnh phúc của gia đình. Vì bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì tập trung công việc mà quên mất sau lưng còn có một gia đình của mình nữa. Mong rằng anh sớm nhận ra điều đó để mình còn có thể hạnh phúc. Anh sai rồi, sai rồi Phượng ơi. Tôi ngất lên trong nghẹn ngào. Phải chi tôi có nhiều thời gian cho em hơn? Phải chi tôi không ra khỏi nhà ngay hôm đó? Phải chi tôi không vô tâm đặt niềm tin quá lớn vào mẹ tôi? Tôi thấy mình trả trời. Tiếng kêu anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, trước khi liệm đi, mà người hàng xóm kể lại lúc đưa mẹ Uẩn đi cấp cứu cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi muốn gục ngã. Gục ngã để không bao giờ phải đứng dậy. Gục ngã để đi theo tiếng còi đó tìm về với em. Giả như có thể nằm xuống làm một giấc và mãi không dậy nữa. Tại sao cuộc đời cứ phải bắt tôi gắng gượng? Tôi muốn buông tay khỏi tất cả để đi cùng em. Nhưng tôi thấy đáng ghét vì cuộc đời chưa bao giờ cho tôi gục ngã. Tôi không thể đủ can đảm để Uẩn bơ vơ trong cuộc đời.
chắc em không thể tha thứ cho tôi khi chưa làm tròn bổn phận của người cha. Không khí trong gia đình tràn ngập nỗi u ám, mà tiếng kinh tụng liên hồi cũng không xoa chịu được. Tôi nằm hình dung đôi môi ủn mấp mé ti mẹ, đôi mắt liêm diêm tận hưởng dòng sữa ngọt và hơi ấm thơm mùi sữa tỏa ra từ thân thể bé nhỏ ấy. Tôi muốn đón ủn về ngay. Ủn đã mất mẹ, ủn cần có hơi ấm của ba hơn bao giờ hết. Mặc dù mới chỉ là người cha thực tập với vỏn vẹn vài ngày kinh nghiệm, nhưng tôi tự hứa sẽ dành tất cả tình yêu thương và sức lực có thể để chăm sóc và bao bọc cho con. Quý thính giả thân mến, quan tâm vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 2 Hành trình sữa mẹ nằm trong quyển sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ của tác giả Trình Tuấn, một cuốn tự truyện làm lay động tất cả những độc giả. Đây là một quyển sách quý nằm trong kho tàng văn học của Việt Nam mà quan tâm nghĩ tất cả chúng ta, những người yêu sách, hãy nên có trong tủ sách của mình.